Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Chiến Thắng nha. Hôm nay tôi đi làm một lễ tân gia tại khu đô thị Ocean Park 2. Ngày xưa là cả một quái cánh đồng lớn, thì bây giờ là cả một thành phố xanh sạch đẹp. Đó là sự đổi thay của quê hương Hưng Yên, thật là ghê gớm. Đấy, đây là khu đô thị Ocean Park 2 ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhé. Ngày xưa thì là tôi vẫn đi đấy, ở cái chỗ có xe máy là tôi vẫn bắt cá bắt tôm ở đây. Ngày xưa là thời ấu thơ là vẫn một cái giỏ với cả hai cái thau đi tát cá ở đây này. Bây giờ nó đã là một thành phố rồi, mà mới có mấy năm nay thôi. Và chúng ta sẽ tiến lại xem anh em ăn uống thế nào, có vui không. Trong nhà thì các chị phụ nữ, hôm nay em nướng thịt tại khu đô thị này. Anh chị xong chưa? Ông ơi, em xin chúc sức khỏe các anh một ly nhỉ. Ông ngồi vào đây. Vâng. Em xin phép một phút quảng cáo. Quảng cáo. Vâng, ok rồi bác. Và cho em xin cái chén này nhỉ. Ở đây đây đây. Đang này chị mà. Đúng đây, đúng chén chú đây. Vâng vâng. Và em chúc sức khỏe các anh ấy nhỉ. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Vâng, lần tuyệt vời anh ạ. Là có giòn không anh? Ok, giòn lắm ạ. Không giòn đâu anh ạ. Không, chưa chắc giòn đâu. Ăn thì mới biết. Ok, cảm ơn nhá. Vâng vâng. Rồi, chúc sức khỏe anh ạ. Vâng, ok. Ngon anh ạ. Rồi. Tí vào. Vâng, tí nữa em mời đang livestream bán hàng cho em mời cái bàn lửa anh. Ngon anh ủng hộ. Các bạn. Hôm nay là mình nướng thịt tại khu đô thị Ocean Park 2 nha. Chỗ này, khu vực này là gần cầu Long Hưng. Đấy, khách mỗi người một căn, thì cứ mỗi căn này hình như là mình cũng không biết giá chính xác, nhưng thấy người ta bảo là 35 tỷ, 40 tỷ hay là 30 tỷ gì đấy, loanh quanh tầm đấy, tức là từ 25 đến 40 tỷ. Thôi, clip của mình xin được tạm dừng tại đây nhá. Xin chúc tất cả nhà ai có nhu cầu thì liên hệ 0855 746789 nhá.